Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Alphan Computer. Nếu như trước đây các bạn đã quá quen thuộc với những chiếc laptop đến từ thương hiệu MSI thường mang cho mình một thiết kế khá là hầm hố và đậm chất game thủ, thì mới gần đây họ đã cho ra mắt một chiếc laptop mỏng nhẹ thuộc dòng Ultrabook và có thể cạnh tranh trực tiếp được với những ông lớn như là Dell, chúng ta có dòng Dell XPS, hay là Asus, chúng ta có dòng ZenBook, và còn rất nhiều hãng khác được rất nhiều người đón nhận và tin dùng. Và để xem lần đầu tiên MSI là một chiếc laptop mỏng nhẹ này nó sẽ như thế nào, các bạn hãy cùng mình đi khám phá chiếc PS42 trong video ngay bây giờ. Về phần ngoại hình thì chiếc PS42 này được làm từ khung nhôm kim loại nguyên khối, đem đến một thiết kế đồng nhất cho toàn bộ thân máy. Ở phần mặt trên thì chúng ta sẽ chỉ có duy nhất đó chính là logo đến từ MSI, được đặt ở một vị trí khá là giống với những dòng laptop gaming đến từ hãng. Tuy nhiên thì phần logo này không thể phát sáng được. Bề mặt trên của máy sẽ được làm họa tiết sức phay và cái cảm giác khi mình sờ vào thì nó khá là mịn. Tuy nhiên thì nó lại để lại khá là nhiều mồ hôi và dấu vân tay. Vậy nên nếu muốn giữ được cho máy trong tình trạng luôn mới nhất thì các bạn hãy cần nên lau chùi thường xuyên. Ở phần mặt dưới thì như mình đã nói, bởi vì nó được làm từ chất liệu nhôm kim loại nguyên khối, vậy nên thì nó sẽ không có quá nhiều điểm khác biệt. Chúng ta sẽ có 5 cái phím hình tròn được phân bố đều ở đáy máy, 2 khe để hút gió, 2 loa ở vị trí cạnh hông dưới. Và để nói về chất lượng âm thanh thì nó chỉ dừng lại ở mức tốt chứ chưa đạt được ở mức độ hoàn hảo. Nhìn chung thì với những tác vụ nghe nhạc hay là xem phim thì PS42 hoàn toàn có thể đáp ứng tốt chúng ta trong các nhu cầu sử dụng hàng ngày. Trọng lượng của máy thì làm mình khá là ấn tượng, nó chỉ nặng đó chính là 1,19 kg. Vậy nên thì các bạn nam hay kể cả các bạn nữ hoàn toàn có thể mang vác đi làm hay đi học một cách khá là thoải mái. Ở phần cạnh sau thì ngay cạnh bên bản lề thì chúng ta sẽ có một cái khe để tản nhiệt rất là lớn. Và để xem cái hiệu năng của nó sẽ như thế nào thì mình xin được mời các bạn xem ở phần cuối video này. Đối với các cổng kết nối thì hầu như nó đáp ứng đầy đủ cho mọi công việc từ làm đồ họa cho đến dân văn phòng. Ở phần cạnh trái thì chúng ta sẽ có một cổng HDMI, một cổng USB-C, một jack cắm 3,5mm và cuối cùng đó chính là một cổng sạc. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có thêm 3 cái đèn thông báo tín hiệu, bao gồm một đèn thông báo tín hiệu Wi-Fi, một đèn thông báo tín hiệu khi ở máy đang bật và cuối cùng đó chính là một đèn thông báo tín hiệu, đó chính là về phần trăm pin. Ở cạnh bên phải thì chúng ta sẽ có 2 cổng USB-A, một cổng USB Type-C và một khe thẻ nhớ SD. Thì đối với lại khe thẻ nhớ SD này thì nó khá tiện lợi cho những bạn làm ảnh hay là làm video như mình. Hầu như thì những loại máy ảnh đang có mặt trên thị trường thì đều sử dụng loại thẻ này. Vì đây là laptop mỏng nhẹ thế nên thì chúng ta sẽ không có một cái phần trackpad quá là lớn. Các thao tác sử dụng trackpad thì nó rất tốt, nó đem lại một cái độ nhạy và chính xác khá là cao, kể cả khi mình sử dụng 2 hay là 3 ngón cùng một lúc. Chỉ có một điều là mình hơi thất vọng, đó chính là cái bề mặt trackpad này nó không được mịn. Cái cảm giác khi mà mình rê cũng như mình di trên cái phần trackpad này nó hơi bị cực một chút. Cái điểm tiếp theo mà mình chưa được hài lòng cho lắm đó chính là về phần cảm biến vân tay. Ngoài việc phần cảm biến vân tay này nó còn khá là bé thì nó còn bị lạc tông màu so với phần trackpad. Vậy nên phần nào đó khi mà mình nhìn vào phần trackpad và phần cảm biến vân tay thì nó sẽ bị mất đi sự liên lạc khi mà mình nhìn vào so với những chiếc laptop khác đang có mặt trên thị trường. Tuy nhiên thì cái phần cảm biến vân tay này nó vẫn cho một hiệu năng rất tốt. Mình chỉ cần chạm nhẹ vào là đã có thể mở khóa được cái chiếc máy tính này rồi. Bàn phím ở trên PS42 là bàn phím thân kính LED và nó sẽ được trang bị một dải đèn LED trắng nhìn trông khá là đẹp mắt. Cảm giác khi mình gõ ở trên bàn phím này thì nó rất tốt và đã tay, nó đem đến một cái độ chính xác khá là cao. Ngay trên phần bàn phím một chút thì chúng ta sẽ có một cái phần khe để tản nhiệt. Ở ngay phần chính giữa của khe tản nhiệt này thì chúng ta lại sẽ lại có thêm đó chính là một cái nút nguồn hình tròn nữa. Cái điểm đáng chú ý nhất của sản phẩm này có thể kể đến đó chính là về phần màn hình. Với việc được thiết kế màn hình siêu mỏng và độ dày của phần viền chỉ dừng lại ở 0,5mm. Và với việc sử dụng màn hình siêu mỏng đến như vậy thì chiếc MSI PS42 này khi mà mình so sánh với một số mẫu laptop có chiều rộng màn hình là 13 inch thì tổng thể thiết kế giữa hai sản phẩm này nó hoàn toàn tương tự như nhau. Thậm chí thì chiếc PS42 này nó còn nhỏ hơn so với một số mẫu laptop có chiều rộng màn hình là 13 inch đang có mặt trên thị trường. Chính vì việc phần viền màn hình của sản phẩm này nó quá là mỏng, vậy nên đã buộc MSI phải đẩy vị trí của webcam xuống phần cạnh dưới. Và đây cũng chính là điểm yếu chung của hầu như những chiếc laptop có phần viền màn hình mỏng đang có mặt trên thị trường. Không chỉ dừng lại ở phần thiết kế viền màn hình siêu mỏng thì sản phẩm này nó cũng được trang bị một màn hình rất là ấn tượng. Được trang bị màn hình IPS với độ phân giải Full HD và nó sẽ được bao phủ bởi một lớp đèn mờ với khả năng tái tạo màu sắc đạt tới 93% dải màu sRGB, 71% dải màu Adobe RGB. Và độ sáng của sản phẩm này tối đa có thể đạt được đó chính là 270 nit, một con số khá là ấn tượng. Về phần cấu hình thì đây là option thấp nhất, vậy nên thì chúng ta sẽ được sử dụng con chip Intel Core i5 8250U, RAM 8GB SSD 256GB và card đồ họa Nvidia GeForce MX 150.
Đối với chiếc card đồ họa MX150 này thì đây là một trong những biên thể của con GTX 1030. Tuy nhiên thì cái xung nhịp của nó sẽ cao hơn một chút so với con GTX 1030. Hay nói đúng hơn thì đây là một trong những phiên bản kế nhiệm của con GeForce 940MX. Và đi vào bài test thực tế thì đối với những tác vụ nhẹ nhàng đầu tiên hàng ngày như là lướt web, xem YouTube hay kể cả những ứng dụng văn phòng như PowerPoint hay là Excel thì nó chạy khá là mượt. Đến với những tựa game nặng hơn một chút như là FIFA Online 3 thì máy đã xảy ra hiện tượng đó chính là giật. Tuy nhiên thì đối với những tựa game như Liên Minh Huyền Thoại thì nó lại xử lý khá là tốt. Khung hình dao động khi mà mình chơi Liên Minh Huyền Thoại nó rơi vào khoảng 65 cho đến 70fps. Và tiếp tục đến với một số tựa game như là CSGO thì nó hoàn toàn có thể chết tốt. Cuối cùng thì đến với tựa game đang phổ biến nhất hiện nay đó chính là PUBG. Thì ở setting thấp nhất thì máy chiến một cách khá là mượt mà. Khung hình dao động từ 58 cho đến 65fps. Nhìn chung đối với một chiếc laptop mỏng nhẹ thuộc con chip dòng U như thế này thì nó đã quá là tốt rồi. Đối với phần nhiệt độ thì trong quá trình mà mình sử dụng những tác vụ nhẹ nhàng thì máy chạy khá là mát mẻ, bởi vì nó sẽ có tới hai cái vị trí tản nhiệt ở phần thân máy cũng như là phần cạnh sau của máy. Đối với những tác vụ nặng hơn một chút như là chơi game hay thì máy sẽ chỉ ấm lên một chút, cái nhiệt độ dao động trong khoảng đó chính là 50 cho đến 65 độ C. Về phần dư lượng pin trên sản phẩm này thì nó cũng làm mình rất là ấn tượng. Với những tác vụ nhẹ nhàng như là mình làm Excel, PowerPoint hay là lướt web, xem video ở trên một số trình duyệt như là Cốc Cốc hay là Google Chrome thì nó hoàn toàn có thể đáp ứng cho mình từ 7 đến 8 tiếng. Còn đối với những tác vụ đồ họa hay là chơi game nặng thì nó có thể đạt được từ 4 cho đến 4 tiếng rưỡi, một thời gian rất là ấn tượng so với những gì mà một chiếc laptop mỏng nhẹ mang lại. Để tổng kết lại về con MSI PS42 này thì mặc dù nó đang vấp phải một số những cái rào cản không đáng có về cái mức độ hoàn thiện, nó chưa đạt được đến mức hoàn hảo. Tuy nhiên thì trong phân khúc và mức giá 25 triệu đồng thì đây là một trong những chiếc laptop mà các bạn cần nên quan tâm. Chúng ta sẽ có một cái thiết kế đẹp này, chúng ta sẽ có một cái màn hình siêu mỏng, và đặc biệt đó chính là về phần hiệu năng của nó so với những chiếc laptop thuộc dòng Ultrabook trong phân khúc mà cùng mức giá của chiếc MSI PS42 này. Còn các bạn thì các bạn nghĩ sao về sản phẩm này? Hãy lại ý kiến comment ngay bên dưới video này. Và nếu như các bạn muốn sở hữu chiếc MSI PS42 này thì đừng quên truy cập vào website của Anphat Computer hoặc có thể truy cập vào đường link mình sẽ để phần mô tả bên dưới video này. Video của mình đến đây là kết thúc. Các bạn xem cảm thấy hữu ích thì đừng quên ấn like, share video này và nhớ ấn vào nút đăng ký để tiện theo dõi các video mới nhất của chúng mình trên kênh YouTube Anphat Computer. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video kế tiếp.